cận cảnh một chiếc đồng hồ Odo 54 8 gông 8 búa chơi bản nhạc Westminster, xuất xứ Pháp, rất là đẹp luôn các bác ạ. Hầu như là còn mới đến 95% ạ. Người chủ cũ người ta sử dụng rất là giữ gìn, cho nên là khi mà về đến Việt Nam mình còn rất là mới luôn. Và em cam kết với các bác đây là một chiếc Odo 548 nguyên zin, nhập nguyên zin nguyên bản từ Pháp các bác nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Đó, em sẽ nói chi tiết về chiếc thùng bên ngoài cho các bác cùng cảm nhận này. Hai bên là hai chùm hoa quả nổi bật. Đây ạ. Được đính nổi bật hai bên rất là đẹp luôn. Và trung tâm đó chính là mặt số vẽ rất là đẹp, còn mới đến 95% như em đã nói lúc trước. Và đây là in thương hiệu Odo 548 đấy ạ. In logo hình quả chám và có kim hình số 8 đây các bác nhé. Ở dưới số 6 đó chính là made in France. Và các cái ổ cót, các cái vành khuyên vẫn còn nguyên bản hết ạ. Đi xuống phía dưới đó chính là chiếc tay cầm. Chiếc tay cầm rất là đẹp luôn. Và các bác nhìn kỹ đi ạ. Đó chính là các cái vân gỗ rất là đẹp đối xứng nhau này. Sắc nét từ trên xuống dưới. Đó, hai bên đối xứng nhau rất là đẹp và cân đối ạ. Đây là chiếc kính tráng thủy. Kính tráng thủy bao viền trọn, ôm trọn cái phần gỗ này, rất là đẹp luôn và lạ mắt các bác ạ. Bên trong là quả lắc sáng bóng đang đung đưa đây ạ. Và đồng hồ có kích thước là cao 59,5, ngang 48 và sâu 17,5 cm các bác nhé. Và chiếc đồng hồ này, đồng hồ thức tín, xin được báo giá và giao lưu với các bác là 23.500.000 các bác ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Đó, bây giờ em sẽ đi quay vào chi tiết bên trong. Đây là hai thiết khóa. Và các cái chi tiết bên trong này ạ. Nẹp kính này vẫn còn nguyên bản hết nha các bác nhá. Tất cả các cái bản lề. Bản lề rồi chìa khóa. Tay cót zin. Nè ạ. Các cái ốc chống tường rồi cái khóa gông vẫn còn hết ạ. Khi di chuyển ta khóa gông bằng cái khóa này các bác nhá. Và vẫn là sổ bảo hành và lọ dầu cũng như là nivô kèm tặng các bác. Đây phía trên quả lắc đấy ạ. Quả lắc hơi có một chút nhỏ như thế này thôi nhưng mà không sao các bác nhé. Đó, trên đây là những cái dây để ngắt chuông này các bác này. Và đi lên phía trên mặt số trung tâm này, rất là đẹp luôn ạ. Củ gông 101 ạ, 8 gông 8 búa. Tất cả các chi tiết vẫn còn nguyên bản hết. Và củ gông này có 7 gông thép và 1 gông đồng ạ. Cho âm thanh rất là hay. Bây giờ em sẽ test chuông để cho các bác cùng lắng nghe. Âm rất là hay và các bác cũng đã được nghe và sẽ tự đánh giá.
Em đi vào chi tiết cỗ máy bên trong để cho các bác cùng được nhìn ngắm nhá. Và đây là cỗ máy Odo 548, 3 vách dâu các bác ạ. Đây ạ, đây là chiện quả chám made in France và số 24 cùng hàng series ở dưới đấy ạ. Đó, tất cả đã được lau dầu bảo dưỡng, chạy ổn định rồi. Và bảo hành cho các bác là 2 năm. Đây ạ, các cái ổ cóp vẫn còn dầu nguyên đấy ạ. Và phía trong thùng đấy ạ, củ gông 101, 7 gông thép 1 gông đồng các bác nhé, cho âm thanh rất là hay. Vừa rồi em đã quay chi tiết chiếc đồng hồ Odo 548 từ thùng cho tới máy cũng như là âm thanh để cho các bác cùng lắng nghe rồi. Vậy thì các bác nào muốn giao lưu hoặc là muốn biết chi tiết thì hãy liên hệ tới số điện thoại 0981 966 623 để bên em tư vấn cho ạ. Hoặc các bác đến trực tiếp cửa hàng số 45C Giảng Võ Đống Đa Hà Nội. Và các bác cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký để được theo dõi nhiều video và nhiều sản phẩm bên em đưa giao lưu với các bác nhiều hơn nữa. Em cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tại những video tiếp theo.